Tôi thì tôi cho rằng là OKPay lên. Nếu ai theo dõi ở Zalo của tôi thì là số 0987732228 thì chúng ta sẽ thấy được các mức cản của Ichimoku khi mà giá nằm dưới đám mây, các cây nến nằm dưới Bollinger Band khiến cho giá vẫn có thể xuống sâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nến đảo chiều của OKPay thì OKCash và OKPay toàn bộ nến đã bắt đầu đảo chiều ở mức là giá nằm trên Bollinger Band. Đám mây bắt đầu mỏng, báo hiệu một cơn bão bắt đầu có thể xảy ra. Bollinger Band mở ra, gích lên, các cây nến xanh tạo xung lực lớn. Vậy thì điều quan trọng là ADX của chúng ta là tiến tiệm cận về mức 20-25, tức là bây giờ nó đang ở đạt ở cái kỳ 14. RSI là 61 là đạt được vùng mua. Vậy OKCast là đưa ra các cái tín hiệu về kỹ thuật là đã đủ lên. Vậy thì đây là điểm mua 1. Nếu trong trường hợp chúng ta học coin ở trong website hoccoin.net, lập tức là các cái yếu tố phân tích ở trong các bài của tôi thì điểm mua 1 bắt đầu được hình thành. Khi OKCast được đưa ra, tức là khối lượng giao dịch của nó rất là tốt. Chúng ta có thể check ở Polo hay là check ở BitTrack đối với các yếu tố mà OKPay có thể đạt được. Vậy khi mà trading view so sánh và phân tích OKCast thì chúng ta biết được yếu tố phân tích kỹ thuật đạt được ở mức ADX 14, RSI 61, các vùng nến trên Bollinger Band bắt đầu Bollinger Band mở ra, Ichimoku bắt đầu thắt nhỏ lại và đổi màu từ màu hồng sang màu xanh, thì đó là các tín hiệu lên. Ngoài ra một yếu tố quan trọng nữa, những ai nắm OKPay của chúng ta lúc này là OKCast là bắt đầu cho một cái tín hiệu của ngày hôm nay là lên BitTrack và Poloniex. Vậy thì ngày hôm nay chắc chắn là OKCast sẽ bay. Khi phân tích yếu tố kỹ thuật, chúng ta đòi hỏi phải nghiên cứu cái social của OKCast. Chúng ta thấy được là trong cái yếu tố mà market bắt đầu tung ra, chúng ta lấy 4,85% bắt đầu cho cái được điều chỉnh, và chúng ta nhìn thấy ở đầu kỳ ICO thì giá rất là thấp, và lúc này giá đã từng pump lên rất cao và được cái tín hiệu là mua vào khi mà thị trường hậu thuẫn cho Bitcoin khiến cho các altcoin xuống. Mục market cho thấy rằng OK đã rất nhiều, BitTrack bắt đầu lên rồi, còn Polo thì hôm nay bắt đầu chuẩn bị lên. Rất là dễ khi chơi ở Nova hay BlueJay hay Cryptopia thì BitTrack và Polo bắt đầu chúng ta thấy. Social đưa cho các thông tin ở các cái ngày là 24 tháng 11, các cái tín hiệu là sinh nhật của OKCast, cho nên là gì ạ? Chúng ta thấy được là nếu trong trường hợp chúng ta đầu tư OKCast, đây là một cái tín hiệu OK và giá có thể bay lên khoảng 1 đô đến 3 đô. Vậy thì các cái vùng market cũng như là chart cho chúng ta thấy OK nếu trong trường hợp chúng ta bắt vào OKCast. Trên đây là cái bài phân tích của tôi đối với OKCast, những ai đang nắm giữ OKCast có thể là gì ạ? Tham gia. Đặc biệt là các phân tích của chúng ta thấy được các điểm mua 1, điểm mua 2, điểm mua 3 trong các khóa học Tradecoin của tôi. Mọi người có thể đăng ký ở tradecoin.edu.vn hoặc Zalo 0987732228 để đăng ký tham gia các khóa học Tradecoin cùng với chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn mọi người và kính kính chúc mọi người trúng coin, đặc biệt là đầu tư an toàn, các vấn đề về bảo mật, các vấn đề về tìm hiểu về loại coin sao cho chính xác và tránh gặp phải những cái rủi ro. Nó không phù hợp với rất nhiều người nhưng có thể phù hợp với khá là nhiều người đối với các cái vấn đề về trade coin, các vấn đề về bắt được tín hiệu của điểm mua 1, điểm mua 2. Mọi người có thể tham gia các Zalo cũng như là hoccoin.net. Xin được cảm ơn.